Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em ở cái phần trắc nghiệm đó là của môn vật lý 6 ở đề 1. Ok. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở phần từ lùng gồm có 4 câu 16, 17, 18, 19 thì thầy đã quay trước để các em làm trước rồi đúng không nào? Trong clip này thì chúng ta chỉ việc so sánh kết quả với cái bài giảng bài làm của thầy chi tiết của thầy thôi. Ok, chúng ta đi sang bài 16 nhé. Rồi, chúng ta đi sang phần từ lùng. Câu đầu tiên là câu 16, 91 điểm nhé. Đổi các đơn vị sau từ mét khối về decimet khối các em. Như vậy thì các em nhớ theo nhìn thầy như thế này này. 1 mét khối á, thì bằng là gì các em? 1.000 decimet khối. Như vậy ở đây là 0,5 mét khối thì bằng bao nhiêu? Thì các em sẽ lấy 0,5 nhân cho 1.000. Các em sẽ lấy 0,5 nhân cho 1.000 thì ở đây sẽ bằng là 500 decimet khối. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ điều này là 500. Ok. Câu B. Đây câu B này. Đây câu A này. Từ mm mà về mét, các em nhớ này là 1 mét là bằng 1.000 mm. Có đúng chưa? Như vậy thì 150 mm thì bằng ở đây là bao nhiêu mét? Thì em sẽ lấy 150 chia cho 1.000. Các em nhớ nhé, các em sẽ lấy 150 chia cho 1.000 thì sẽ bằng là gì? 0, là ở đây là 0,15 mét. Đúng. Rồi ok, các em như vậy thì ở đây là 0,15 mét. Thầy bực cái con gà các em. Sợ em không nghe. Rồi, câu C các em nhé. Ở đây người ta đổi từ mét khối mà ra lít. Như vậy thì các em biết rằng là 1 mét khối á, thì bằng bao nhiêu lít? Các em một, các em hay nói ví dụ nước, cái bồn nước đó ví dụ mấy khối. Ví dụ như cái bồn nước của thầy là một khối đi, thì một khối nghĩa là một, đây một mét khối này, thì nó sẽ làm gì? 1.000 lít. Các em phải hiểu các đơn vị đo này nhá. Thì ở đây là 1,2 mét khối, thì lấy 1,2 này nhân 1.000. Các em lấy 1,2 này nhân cho 1.000 nhé, thì sẽ bằng 1.200 lít. Như vậy ở đây chúng ta điều này là 1.200. Các em có hiểu không nào? Đó. Tiếp. Câu D. Từ lạng mà về kg thì em thấy là 1 kg á. Đó là 1 kg thì bằng mấy lạng? Các em 10 lạng. Các em thấy cái con, ví dụ mấy bà bạn thịt là bạn cá rồi đây. Hỏi giờ bán tôi 1 lạng. 1 lạng nghĩa là 1 lạng này, các em nhớ này, 1 lạng thì bằng là 100 g. Chứ? 1 lạng thì bằng 100 g mà 1 kg á thì bằng 1.000 g, chứng tỏ là ở đây là bằng 10 lạng. Như vậy thì ở đây là 40 lạng. 40 lạng thì ở đây là bằng bao nhiêu kg? Thì chứng tỏ em sẽ lấy là 40, chúng ta chia cho 10 thì đây sẽ là 4 kg. Các em hiểu không? 4 kg. Được chưa? Các em đã hiểu như nào? Thấy vậy nha, những đơn vị đo này chừng mai mốt chúng ta học về hóa học này nọ rất là quan trọng em nhé. Ta phải hết sức lưu ý ngay từ ban đầu. Ở môn vật lý lớp 6 này chúng ta phải vững trước thì nó sẽ giúp ích cho ta rất là nhiều trong việc học toán và hóa nhé. Ok, ta đi sang câu 17. Ta đi sang bài 17 em. Người ta hỏi gì em? Câu A. Hãy nêu lợi ích của máy cơ đơn giản. Thì cái này chúng ta đã biết rồi đúng không? Thì cái lợi ích của máy cơ đơn giản là nó giúp chúng ta gì? Thực hiện cái công việc nó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Đó nè. Nhưng mà thì lợi ích này của máy cơ đơn giản đó nè, là các cái máy cơ đơn giản. Câu này đã thuộc về lý thuyết rồi anh em ha. Giúp gì? Giúp thực hiện công việc nhẹ nhàng. Công việc nhẹ nhàng đó nè, và dễ dàng hơn.
Ok. Thầy đọc lại này, các máy cơ đơn giản giúp thực hiện công việc nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Chữ của thầy nó tuy xấu nhưng mà thầy có đọc nên các em sẽ nghe và phiên dịch được, đúng chưa? Câu B nhé. Muốn đưa một thùng dầu nặng 120 kg từ dưới đất lên xe ô tô, chúng ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản nào? Như vậy thì muốn mà đưa cái thùng dầu này nó nặng 120 kg này từ dưới đất lên xe ô tô thì chúng ta nên sử dụng đó chính là cái mặt phẳng nghiêng ha. Máy cơ đơn giản nhất đó chính là mặt phẳng nghiêng thế nào. Thì ở đây em ta trả lời luôn là chúng ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản là đó chính là gì nghe, mặt phẳng nghiêng, được chưa? Đó chính là câu trả lời của câu 17. Chúng ta đi sang câu 18 nghe em nhé. Ok. Được rồi, câu 18. Một vật có khối lượng 600 gram, 600 gram này, treo vào một sợi dây cố định. Câu A. Giải thích vì sao vật đứng yên. Vật mà để đứng yên được thì chắc chắn nó sẽ có sự tác động của mấy lực, hai lực, và hai lực này phải sự cân bằng, có đúng chưa nào? Như vậy lực ở đây đó chính là lực kéo của sợi dây thì nó sẽ bằng gì, trọng lượng của vật, được chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta giải thích thầy là vật đứng yên vì thế này, vì cái lực kéo của sợi dây bằng với trọng lượng của vật, được chưa nào? Câu B. Cắt đứt sợi dây, vật rơi xuống, giải thích vì sao? Như vậy khi chúng ta cắt sợi dây đi thì khi đó vật chắc chắn nó sẽ rơi xuống đất. Như vậy thì vật lúc này nó còn chịu cái lực kéo sợi dây nữa không em? À, không, không chịu cái lực kéo sợi dây nữa, mà lúc đó vật chỉ chịu tác dụng của cái gì phía dưới, đó chính là trọng lực. Trọng lực đó chính là lực hút của trái đất, hiểu nào? Theo cái chiều là từ trên xuống dưới nên nó sẽ rơi xuống dưới đất, các em hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta trả lời vô cắt đứt sợi dây, hiểu nào? Vật rơi xuống vì ta thể giải thích ở đây vì này, cắt đứt sợi dây này, vật không còn chịu, không không còn chịu lực kéo của sợi dây nữa. Thế này lúc đó vật chỉ còn chịu tác dụng của gì, của trọng lực. Lúc đó vật chỉ còn chịu tác dụng của trọng lực, có chiều gì nghe, có chịu từ trên xuống dưới nên rơi rơi xuống, được chưa nào? Câu 18 nha, ta giải thích như thế nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng, đó chính là câu 19. Ok, một bài tập. Ta sang câu 19 em, câu này chiếm 2 điểm. Chúng ta tóm tắt đề bài nhé. Một vật có khối lượng là 180 kg. Khối lượng ký bằng chữ gì em? Chữ M sẽ bằng 180 kg. Và thể tích là 1,2 mét khối.
Như vậy ở đây là V sẽ là 1,2 mét khối. Câu A, tính khối lượng riêng của vật đó. Khối lượng riêng ghi bằng chữ gì em? Chữ D bằng bao nhiêu? Tính trọng lượng của vật đó, trọng lượng là chữ gì? Chữ B. Thôi nè, như vậy thì ở đây chúng ta giải như thế này. Được chưa nào? Giải. Cái ý đầu tiên ở câu A của chúng ta thì khối lượng riêng của vật là, như vậy thì chúng ta đã có công thức rồi, D thì sẽ bằng gì? M chia cho V. Như vậy M chúng ta là 180 chia cho 1,2. Các em lưu ý giúp thầy chỗ đây một xíu nhé. Nếu như ở đây người ta không cho đơn vị là kg mét khối thì chúng ta phải đưa về, đó chính là kg mét khối. Ví dụ người ta cho gam thì chúng ta đổi về, người ta dùng cho lít thì chúng ta đổi ra mét khối nhá. Như vậy ở đây người ta đã cho kg mét khối rồi thì chúng ta không cần đổi nữa. Như vậy thì chúng ta có là 180 mà chia cho 1,2 thì sẽ bằng bao nhiêu em? Cái công việc này chúng ta thực hiện ngoài nháp nhé. Rồi ok, như vậy thì sau khi thầy chia ngoài nháp xong thì kết quả đây là bằng 150 đơn vị, đây là kg trên mét khối này. Câu B kia, người ta hỏi là trọng lượng của vật là, nhưng mà trọng lượng ta ký hiệu chữ B sẽ bằng 10 nhân M là khối lượng. Như vậy 10 nhân ra gì em? 10 nhân ra 180 thì sẽ bằng là 1.800 đơn vị ta là Newton. Ta kết luận ở đây, vậy D sẽ bằng là 150 kg trên mét khối và B ở đây là 1.800 Newton. Được chưa? Bài 19 chúng ta giải như thế. Ok, em có hiểu chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn em đã theo dõi clip của thầy. Em nhớ clip quảng cáo, like, comment tích cực, chia sẻ bài giảng của thầy giúp thầy em nhé. Ok, cảm ơn em đã theo dõi và luôn luôn ủng hộ thầy và cô. Xin chào lại các em trong các clip tiếp theo nha.